Hai món ăn ngon được nấu từ cá phèn đó là cá phèn kho với rượu mai Quế Lồ và cá phèn chiên cụ nén và ớt xanh. Ngày hôm bữa Ngọc đi xuống biển thì thấy một chị bán cá còn 8 con cá phèn rất là tươi cho nên Ngọc mua về hết luôn. Ngày hôm nay là Đà Nẵng mưa rất là to, mưa tầm tã luôn nha các bạn học sinh nghỉ học. À mà nhà Ngọc có 8 con cá phèn này, bây giờ Ngọc sẽ chia ra làm hai món, một món kho và một món chiên. Cá mà đem đi chiên á thì Ngọc sẽ khứa những đường trên thân hai bên bề mặt của cá. Cá mà đem đi kho thì Ngọc sẽ cắt ra làm ba. Nó ngon. Giờ Ngọc sẽ đi giảm một ít củ nén và ớt xanh để thoa lên bề mặt của cá rồi mình chiên lên ăn sẽ rất là ngon. Tiếp theo là Ngọc sẽ cho cái nén này vào con cá để chiên. Ngọc sẽ đeo bao tay vào và massage lần lượt các con cá. Ngọc sẽ cho cái phần nén và ớt vào cái những cái đường rạch trên thân của cá. Cho vào bên trong bụng của cá. Phần cá Ngọc sẽ ướp cùng với một xíu nước mắm. Một muỗng rượu mai Quế Lồ sẽ giúp cho cá thơm ngon hơn và khử bớt mùi tanh. Hai muỗng đường thốt nốt. Đường ướp lau cũng sẽ giúp cho cá cứng hơn nha các bạn. Và Ngọc sẽ đảo đều lên cho cá thấm gia vị. Đầu tiên là Ngọc sẽ cho vào đây một muỗng đường thốt nốt để tạo màu. Và khi mà đường ngã sang màu nâu đậm á thì Ngọc sẽ tắt bếp để nguội rồi mới cho cá vào. Và bên này khi mà đường nguội á thì Ngọc sẽ cho cá vào. Cho vào đây một ít ớt bột, nhâm trái ớt đỏ, cho cái phần nén và ớt xanh hồi nãy còn lại vào. Tiếp theo Ngọc sẽ cho vào nồi một ít tóp mỡ và nước mỡ. Mặc dù tóp mỡ là nó nằm trong phần nước mỡ nhưng mà ăn rất là giòn đó các bạn. Ngọc sẽ lắc đều như vậy nè để cho cá thấm gia vị. Rồi Ngọc sẽ cho lên bếp ga kho với chế độ lửa nhỏ liu riu. Mình kho với chế độ lửa nhỏ liu riu thôi nha các bạn. Và khi mà cá bắt đầu cạn nước thì Ngọc sẽ cho nước chè xanh vào. Nước chè xanh này Ngọc mới nấu xong. Và Ngọc sẽ tiếp tục kho cá với chế độ lửa nhỏ liu riu, kho đến khi nào mà nước trong nồi càng là được. Các bạn thấy không? Cá sau khi kho xong nè, có màu rất là đẹp. Nước cá sánh dẻo thì Ngọc sẽ tắt bếp, cho vào một chút tiêu xay nữa. Các bạn nhìn thấy màu cá có đẹp ghê không nè? Cá rất là thơm luôn nha, đặc biệt là thơm rượu mai Quế Lồ. Và để mà chiên cá thì đầu tiên Ngọc sẽ tiến hành tối chảo. Khi mà chảo nóng lên, Ngọc sẽ cho nước vào đây. Khi trong chảo có những cái giọt nước lăn tăn như thế này là chảo đã tối xong nha các bạn. Sau đó thì Ngọc sẽ cho dầu ăn vào. Và khi mà dầu sôi thì Ngọc sẽ cho cá vào chiên. Các bạn hoàn toàn yên tâm khi chiên cá bằng chảo inox. Sau khi các bạn tối chảo xong thì con cá nó sẽ lóc nha. Chiên cá với nén và ớt như thế này là các bạn phải canh lửa nha. Tại vì khi mà chiên những cái này nó rơi ra này là nó sẽ bị cháy. Cá phèn sau khi mà chiên xong thì rất là giòn luôn. Chỉ cần đem chấm với nước mắm ớt cay là ăn cũng ngon rồi đó các bạn. Giờ Ngọc sẽ đi nấu thêm một tô canh bí đao với là chả cua nữa là xong một bữa. Mời các bạn ăn cơm cùng với Ngọc nha. Ngày hôm nay có cá phèn kho cùng với rượu mai Quế Lồ này, cá phèn chiên nén và ớt xanh và một tô canh bí đao nấu với chả cua của Huế. Một trái ớt này. Ăn cơm thôi nào các bạn. Đây là tóp mỡ. Còn đây là cá phèn chiên chấm với nước mắm. Ngọc chiên giòn ăn rất là ngon. Đà Nẵng mưa to ghê á.
Đà Nẵng mưa từ sáng tới chiều luôn. Mưa mà nghe nó não nề ghê á các bạn.